Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Kim Chi Len. Lại một siêu phẩm nhà đẹp được giới thiệu đến quý vị trong video này. Vị trí của ngôi nhà trong khu nội bộ thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin của ngôi nhà như sau: chiều ngang 5m, chiều dài 16,5m, kết cấu một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân thượng, sân phơi, ô tô đậu trong nhà. Ngôi nhà mới vừa xây dựng hoàn thiện với nét kiến trúc trẻ trung, sang trọng và đẳng cấp. Chủ đầu tư đã khéo léo kết hợp những vật liệu trang trí lại với nhau, tạo nên một điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà này. Điểm nổi bật của ngôi nhà này là góc thư giãn thú vị tại ban công của tầng 1. Tí nữa xin mời quý vị xem qua. Và bây giờ, Kim Chi Len xin mời quý vị tiến vào bên trong để trải nghiệm hết tất cả những vẻ đẹp còn lại của ngôi nhà này. Hệ thống cửa bảo vệ hai lớp, bao gồm cửa cuốn và sinh pha trượt mở quay, tạo thêm giá trị của cho ngôi nhà này. Và đây là phần gara đậu ô tô. Với chiều dài hơn 6m, diện tích khoảng 30m2, có thể đậu được một chiếc xe bán tải rất là thoải mái. Kế đến là không gian của phòng khách, được trang trí rất là đẹp mắt. Chủ đầu tư đã chu đáo tặng luôn cho mình một chiếc ghế massage dùng để thư giãn mỗi khi về đến nhà. Sự sáng tạo kết hợp với những vật liệu trang trí lại với nhau đã tạo nên một không gian rất đẹp tại khu vực phòng khách. Điển hình là bức tường ở phía sau bộ sofa tạo nên một sự mạnh mẽ và một cảm giác rất là dễ chịu cho không gian này. Phía đối diện sofa là một cái hệ kệ tivi được khéo léo tận dụng không gian ở dưới cầu thang để làm một kệ tivi và làm cho không gian của khu vực này trở nên rộng rãi hơn. Diện tích của khu vực phòng khách khoảng hơn 20m2 nha quý vị. Một không gian rất là rộng rãi và thông thoáng. Tiếp theo, Kim Chi Len xin mời quý vị di chuyển vào khu vực bếp. Tại đây là chủ đầu tư cũng được trang bị cho mình tất cả các thiết bị của nhà bếp, bao gồm tủ lạnh, bàn ăn và hệ thống bếp thông minh nha quý vị. Chủ đầu tư trang bị cho mình rất nhiều các thiết bị bếp thông minh tại đây. Nói chung là nơi mà cho các chị em nội trợ tha hồ mà thể hiện cái khả năng nấu nướng của mình. Đây, một cái không gian thực tế rất là rộng rãi nha quý vị. Diện tích của khu vực bếp này rộng hơn 20m2 và phía sau là một cái khoảng sân sau làm giếng trời, và tại đây cũng có một cái vệ sinh để phục vụ cho khách. Đối diện khu vực bếp là một cái nơi đặt bàn ăn. Chủ đầu tư đã trang bị luôn cho mình hai bộ bàn ăn, quý vị thấy không? Đây đây, đó, chủ đầu tư trang bị cho mình hai bộ bàn ăn luôn. Rất là rộng rãi và thông thoáng. Nói đùa chứ có một bộ bàn ăn thôi nha quý vị. Rồi tiếp theo, Kim Chi Len xin mời quý vị chuẩn bị di chuyển lên các tầng ở phía trên, bao gồm hai phòng ngủ ở tầng 1 và hai phòng ngủ ở tầng 2. Đây, không gian của tầng trệt rất là rộng rãi và thông thoáng. Điều đặc biệt là cái cầu thang của mình rất là lạ mắt, đúng không quý vị? Cầu thang được ốp đá mắt bồ, được trang bị dải đèn led sáng đi khi theo cái nhịp chân rất là lạ mắt. Đây là sảnh hành lang của tầng 1. Sảnh hành lang cũng được trang trí rất là đẹp mắt. Và đây là không gian của phòng ngủ ở phía sau của tầng 1. Đây mình tạm gọi là phòng ngủ số 1 nha quý vị. Mỗi phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ nội thất luôn nha quý vị ơi. Bao gồm như là bàn trang điểm nè, giường, táp đầu giường, bức tường trên đầu giường cũng được trang trí rất đẹp, tủ áo, máy lạnh, và đối diện giường là một cái hệ kệ tivi kết hợp với kệ trang trí rất là đẹp. Không gian của phòng ngủ này cũng hơn 20m2 nha quý vị. Rồi, xin mời quý vị di chuyển lên phòng ngủ ở phía trước,
mình gọi là phòng ngủ số 2. Và đây là không gian của phòng ngủ master nha quý vị. Cũng tương tự như phòng ngủ ở số 1 ở phía sau, thì phòng ngủ này chủ đầu tư cũng được trang bị đầy đủ tất cả các nội thất luôn rồi, không thiếu một món gì luôn. Không gian phòng, đặc biệt là cái không gian phòng ngủ này rộng hơn phòng ngủ phía sau nha quý vị. Phòng ngủ này diện tích là gần 30m2. Và điều đặc biệt là cái khoảng ban công của tầng 1. Khoảng ban công này của phòng ngủ phía trước tại tầng 1. Đây, một nơi thư giãn rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Buổi tối mình ra đây mình thư giãn thì thôi, không còn gì bằng. Bây giờ Kim Chi Lan xin mời quý vị xem qua vệ sinh của tầng 1. 4 phòng ngủ đều được trang bị 4 vệ sinh giống nhau nha quý vị. Đầy đủ thiết bị vệ sinh luôn rồi. Và bây giờ Kim Chi Lan xin mời quý vị di chuyển lên tầng 2. Thì ngôi nhà này được trang bị nội thất của 4 phòng ngủ. Thì riêng cái tầng 2 thì Kim Chi Lan xin giới thiệu sơ lược qua thôi. Đó. Thành ra là để mất thời gian thì có thể là mình xem lướt qua, mình quay nhanh thôi. Và mình di chuyển thẳng lên tầng 3. Dải đèn led theo nhịp di chuyển của mỗi bước chân rất đẹp đúng không quý vị? Và đây là khu vực của tầng 3. Khu vực phòng thờ, sân thượng, sân phơi. Đây là không gian của phòng thờ. Không gian rất rộng nha quý vị. Ở giữa thì có trang bị một cái giếng trời trung tâm để lấy gió và lấy sáng cho cả ngôi nhà mình luôn. Rất là rộng và thông thoáng. Đây là khu vực sân thượng phía sau. Chủ đầu tư trang bị cho mình đầy đủ các khung bảo vệ luôn nha quý vị. Rồi, thông tin của ngôi nhà này cụ thể như sau, Kim Chi Lan xin nhắc lại. Chiều ngang 5m, chiều dài là 16m rưỡi. Diện tích công nhận trên sổ hình như là 83m2 nha quý vị. Kết cấu 1 trệt 3 lầu 4 phòng ngủ, phòng thờ, sân thượng, sân phơi. Tặng full nội thất cho mình luôn. Giá bán của ngôi nhà này là 8.800.000.000, còn thương lượng. Ngôi nhà này nằm trên trục đường 7m tại một khu dân cư nội bộ thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí của ngôi nhà này đến chợ Bến Thành khoảng 14km nha quý vị. Quý vị quan tâm đến ngôi nhà này và hơn 30 căn nhà đẹp khác tại khu vực này, vui lòng liên hệ với Kim Chi Lan theo số điện thoại bên dưới màn hình 0912787378 hoặc 0907 657 687 để được tư vấn và đưa đi xem nhà hoàn toàn miễn phí. Kim Chi Lan cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi từ đầu video đến giờ. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiện theo dõi các clip nhà đẹp tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.